Kính thưa quý khán thính giả, buổi hội ngộ tân niên của Hội Địa phương quân và Nghĩa quân cùng phối hợp ra mắt Ban chấp hành Hội Phụ nữ quân nhân San Jose được khai mạc lúc 5:30 chiều ngày 24 tháng 3 năm 2013 tại nhà hàng Grand Fortune, thành phố San Jose với khoảng trên 300 người đến tham dự. Sau nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm, hai MC Nancy và Hoàng Tuấn giới thiệu thành phần quan khách gồm đại diện các tổ chức hội đoàn và thân hữu của cả hai hội. Đặc biệt có sự tham dự của ông Jose Estevez, thị trưởng thành phố Milpitas. Ông Triệu Hà, hội trưởng Hội Địa phương quân và Nghĩa quân nói lời chào mừng và cảm ơn quan khách. Ông nói về hoạt động của hội. Khai mạc đêm tân niên hội ngộ năm Quý Tỵ. Người lính Địa phương quân và Nghĩa quân cũng được hãnh diện đã góp phần xương máu cho quê hương. Những người chiến binh cũ vẫn tìm đến bên nhau, chia sẻ ngọt bùi, nung chính ca trường cho lớp hậu duệ và dốc hết tâm lực dành cho đồng đội thương phế binh và cô nhi quả phụ. Địa phương quân và Nghĩa quân hiện đang còn đau khổ cơ cực tại quê nhà, giúp đỡ 30 thương binh và gia đình từ 50 đồng cho tới 300 đồng tùy theo trường hợp bằng ngân sách của hội và các nhà hảo tâm, mang 50 thao chân tay giả về Việt Nam cung cấp bởi ánh sáng lũ thăm viếng và ủy lạo thương binh Hoa Kỳ với hội EVVA, hiệp trợ hội EVVA trong việc mai táng các cựu quân nhân vô thừa nhận. Xin có lời cảm tạ một số ân nhân đã yểm trợ cho cái buổi tiệc ngày hôm nay. Tiếp theo, bà Thu Nguyệt, hội trưởng Hội Phụ nữ quân nhân mời Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015 trình diện trước mọi người. Ban chấp hành nữ quân nhân San Jose xin mời chị Nguyễn Thị Đức, hội phó của Hội nữ quân nhân San Jose. Xin mời chị Sơn Thị Cương, thủ ủy. Xin mời chị Hoàng Bích Huyền, thư ký. Đây là tân ban chấp hành của Hội nữ quân nhân San Jose. Chào thầy, chào. Dạ, lần thứ nhất là quay ra mắt ban chấp hành, lần thứ nhì là đại hội. Lần kỳ này phối hợp với nữ quân nhân để hội ngộ tân niên. Tôi thường xuyên tới mỗi lần họp mặt của anh em. Hôm nay tôi thấy các anh chị đến rất là đông đủ, rất là vui. Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose.